Dù giá thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng, iPhone 11 Pro mắc hứa hẹn sẽ phá đảo mọi kỷ lục về doanh số sau khi cập bến tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ một hệ thống bán lẻ điện thoại di động tại Việt Nam thì bộ 3 iPhone 11 mới của Apple sẽ chính thức được phân phối tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Mức giá của những chiếc iPhone này cũng đã được tiết lộ, so sánh với iPhone sách tay. Những chiếc iPhone chính hãng mặc dù đắt hơn trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng tùy phiên bản, nhưng vẫn đặc biệt thu hút người tiêu dùng như mọi năm iPhone 11 dự kiến sẽ được quan tâm nhiều hơn so với bản iPhone XR hồi năm ngoái do loại bỏ được mác giá rẻ. Bên cạnh đó, việc mua iPhone tại các cửa hàng lớn còn thường đi kèm dịch vụ trả góp lãi suất 0%, nên đặc biệt phù hợp với sinh viên nếu chưa có một số tiền lớn trong túi. Theo dự đoán, các phiên bản iPhone được săn đón nhiều nhất chắc chắn vẫn sẽ là iPhone 11 Pro Max, sau đó tới iPhone 11 do hướng đến từng đối tượng rõ ràng. Trong khi đó, iPhone 11 Pro mặc dù có cấu hình và tính năng tương đương 11 Pro Max, chỉ có kích thước nhỏ hơn nhưng lại không phải là hàng hot trong năm này tuy nhiên iphone sách tay được cho là sẽ bán chạy trở lại trong dịp cuối năm cụ thể là từ noel đến thời điểm trước tết do nhu cầu mua sắm cao của người dân